Cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi và một số nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ vừa tuyên bố sẽ huy động hàng triệu cử tri Hồi giáo không quyên góp và bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden khi ông tái tranh cử năm 2024, nếu ông không ngay lập tức thực hiện các bước đi để đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Hội đồng Dân Chủ Hồi giáo Quốc gia, trong đó có các thành viên Đảng Dân Chủ từ những bang chiến địa, có thể quyết định kết quả bầu cử Tổng thống như Michigan, Ohio và Pennsylvania, kêu gọi ông Biden sử dụng ảnh hưởng của mình với Israel để đạt được một lệnh ngừng bắn trước 5 giờ chiều ngày 31 tháng 10 giờ Mỹ. Trong bức thư ngỏ có tựa đề Tối hậu thư ngừng bắn 2023, các nhà lãnh đạo Hồi giáo tuyên bố sẽ vận động lực lượng cử tri Hồi giáo từ chối chấp nhận, ủng hộ hoặc bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào đứng về phía Israel trong cuộc tấn công vào người dân Palestine. Sự hỗ trợ vô điều kiện của chính quyền Mỹ, bao gồm tài trợ và vũ khí, đã đóng một vai trò quan trọng gây ra bạo lực kéo dài, gây thương vong cho dân thường và làm xói mòn niềm tin của những cử tri trước đây đã tin tưởng vào ngài, bức thư viết. Cựu nghị sĩ Kate Ellison, tổng trưởng lý bang Minnesota và là người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội cùng nghị sĩ Andre Carson của bang Indiana là đồng chủ tịch sáng lập của hội đồng. Bức thư là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và người Mỹ theo đạo Hồi khi Tổng thống Biden không lên án các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza để đáp trả hành động của Hamas ngày 7 tháng 10. Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế ở dải Gaza, tổng số 8.306 người, trong đó có 3.457 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công dữ dội trên không và trên bộ kéo dài 3 tuần qua của Israel. Ngày 30 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ không đồng ý với bất kỳ đề xuất nào về việc ngừng tấn công vào dải Gaza. Người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng Hamas là bên duy nhất được hưởng lợi nếu ngừng bắn vào lúc này. Đầu tuần này, nghị sĩ Rashida Tlaib, một người Mỹ gốc Palestine, đăng đoạn video dài 90 giây trên mạng xã hội X để chỉ trích sự ủng hộ của Tổng thống Biden đối với cái mà bà gọi là chiến dịch diệt chủng của Israel ở Palestine, đồng thời tuyên bố, đừng trông chờ vào phiếu bầu của chúng tôi năm 2024. Bahiem Elwera, giám đốc điều hành của Hội đồng Thung lũng Sacramento về quan hệ Mỹ Hồi giáo, CAIA, nói rằng phiếu bầu của cộng đồng người Hồi giáo có thể đóng vai trò rất quan trọng đối với ông Biden trong nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024. Ông lưu ý rằng 16 phiếu đại cử tri của Michigan đã được quyết định bởi tỷ lệ sít sao 2,6% năm 2020. Tuần trước, những người Mỹ theo đạo Hồi ở Minnesota, nơi ông Biden dự định đến thăm ngày 1 tháng 11, đưa ra tối hậu thư tương tự với thời hạn là chưa 31 tháng 10. Họ cho biết đã lên kế hoạch biểu tình vào ngày 1 tháng 11 khi Tổng thống đến thăm bang này. Nhóm vận động tranh cử của ông Biden chưa đưa ra phát biểu nào. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden tổ chức một cuộc họp vào giữa tuần trước với một số nhà lãnh đạo Hồi giáo, trong khi các quan chức của chính quyền tiếp tục gặp gỡ nhiều thành viên của cộng đồng Ả Rập và Hồi giáo khi họ đang lo ngại về cách ông Biden xử lý cuộc khủng hoảng. Dù tự cho mình là một tổng thống theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, nhưng Tổng thống Biden đã bổ nhiệm nhiều người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo vào các vị trí chính trị hơn bất kỳ lãnh đạo tiền nhiệm nào. Ông cũng bổ nhiệm hai thẩm phán liên bang đầu tiên là người Hồi giáo. Jaylani Hussein, giám đốc điều hành của CAIA ở bang Minnesota, cho biết các nhà lãnh đạo người Mỹ theo đạo Hồi ở các bang chiến địa khác sẽ đưa ra yêu cầu tương tự. Chúng tôi hy vọng Wisconsin, Ohio và các bang khác cũng sẽ làm như vậy trong tuần này, Hussein cho biết. Hussein cho biết ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ phiếu chống lại ông Biden vào năm 2024 trừ khi đương kim tổng thống kêu gọi chấm dứt chiến sự. Hussein cho biết ông đang nói với tư cách cá nhân chứ không phải đại diện CAIA. Hussein cho biết khoảng 70% người Mỹ theo đạo Hồi ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Động thái sắp tới của chính quyền Tổng thống Biden là Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Israel vào ngày 3 tháng 11 để gặp gỡ các thành viên của chính phủ Israel và lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ đã nêu ý tưởng quản lý dải Gaza sau chiến tranh. Đài CNN của Mỹ ngày 31 tháng 10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Antony Blinken, sẽ tới Israel vào ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương để gặp gỡ các thành viên chính phủ nước chủ nhà và sau đó sẽ dừng chân tại một số quốc gia khác trong khu vực giữa lúc cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tiếp diễn. Đây là chuyến thăm Israel lần thứ 3 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
kể từ khu xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10. Chuyến thăm đầu tiên của ông Blinken là vào ngày 12 và chuyến thăm thứ hai là vào ngày 16 tháng 10, hai hôm trước chuyến thăm Israel của Tổng thống Mỹ Joe Biden để bày tỏ tình đoàn kết với Israel sau vụ tấn công của Hamas. Chuyến thăm Israel sắp tới của ông Blinken diễn ra sau khi Israel bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch trên bộ ở dải Gaza, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30 tháng 10 đã bác bỏ ý kiến cho rằng Israel sẽ đồng ý ngừng bắn với Hamas. Đặc biệt, theo tờ The Times of Israel ngày 1 tháng 11, ngay trước chuyến thăm, và hôm 31 tháng 10, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nếu Israel thành công trong mục tiêu lật đổ Hamas, chính quyền dân tộc Palestine, PA, được hồi sinh, sẽ giành lại quyền kiểm soát Gaza, nhưng các đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò chuyển tiếp. Phát biểu nêu trên của ông Blinken được đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Biden công khai tuyên bố mong muốn chính quyền dân tộc Palestine quay trở lại nắm quyền ở dải Gaza. Mong muốn này trước đó chỉ được nêu ra một cách riêng tư với các đối tác trong khu vực sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói tại phiên điều trần trước Thượng viện rằng, tại một thời điểm nào đó, điều hợp lý nhất là chính quyền dân tộc Palestine hiệu quả và được hồi sinh sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về an ninh đối với Gaza. Năm 2005, Israel từ bỏ quyền kiểm soát dải Gaza do sức ép trong nước và quốc tế, rút 9.000 người định cư và lực lượng quân sự khỏi khu vực này. Vào năm sau đó, phong trào Hamas đã tham gia bầu cử ở dải Gaza. Năm 2007, Hamas lật đổ chính quyền dân tộc Palestine do Fatah lãnh đạo và giành quyền kiểm soát toàn bộ dải Gaza. Kể từ đó, Gaza không tổ chức bầu cử. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.